Cô ơi, con có thắc mắc này nè mà con không biết hỏi ai hết á. Thắc mắc gì vậy con? Thường thường á, cô có thắc mắc gì á là cô ăn bịch bánh snack này nè, ăn xong là hết thắc mắc liền. Đi đi con. Thiệt hả cô? Vậy cô ăn thử đi, rồi cô trả lời câu hỏi của con. Nếu mà cô trả lời được, con sẽ mua cho cô 10 bánh luôn. Thiệt hả con? Để cô ăn. Rồi, hỏi đi con. Nope. Dạ, con hỏi nha cô. Ừ, hỏi đi con, hỏi xong nhớ mua bánh cho cô nha. Cô ơi, tại sao con gà nó đẻ ra trứng vậy cô? Thì tại nó có hai chân đó cô. Ủa, tại sao con người có hai chân mà lại đẻ ra con vậy cô? À, vì nó là loài động vật có vú á con. Hỏi xong rồi đúng không? Cô lấy cho con 10 bịch xin hết nha. Dạ. Nè con. Ý mà cô ơi, sao con thú mỏ dịch là loài động vật có vú mà sao nó đẻ ra trứng vậy cô? Thì gì vậy cô? Thôi quán cô giờ đóng cửa rồi. Cô đi công chuyện đây, mai mốt con tới hỏi nha. Cô ơi, cô trả lời đi cô. Con quay lại sau nha, rồi cô trả lời cho con nghe. Mấy câu hỏi này dễ ẻ lắm mà. Thôi về đi con. Dạ, vậy bữa khác con quay lại nha. Ừ con. Cô ơi, bán cho cô một bịch mì trẻ em. Nè con, 2.000 nha. À mà con, hôm nay á, quán cô có chương trình khuyến mãi. Con mà mua được 10.000 bánh ở trong tiệm của cô á, thì con sẽ được một lần bốc thăm trúng thưởng. Vậy hả cô? Vậy cô lấy cho con thêm 4 bịch nữa đi. Nè con, bây giờ con đã đủ điều kiện để tham gia khuyến mãi rồi nha con. Đây, đây là bàn trúng thưởng. Con thấy không? Cực kỳ nhiều những cái phần quà có giá trị luôn á. Nào là gấu bông nè, máy game nè, đèn laser nè. Nhưng mà đặc biệt nhất, con thấy gì không? Số 1 là trúng 100.000 luôn á con. Trời ơi, đã quá cô ơi. Cô cho con bóc lẹ đi, con nôn quá à. Nè con bóc đi con. Số 1 mình đâu có bỏ vô, làm sao mà nó trúng được. Cô ơi, số 1, con trúng được 100.000 rồi. Ủa, làm sao có chuyện đó xảy ra được? Ủa, sao không xảy ra được vậy cô? Thì cô đâu có bỏ số 1 vô tình được. Nope. Thật ra con bốc trúng số 7, con đừng chọc cô cho vui thôi. Mà ai ngờ con bịp đúng không? Con phải đi nói với mọi người, sau này không ai mua bánh ở tiệm cô nữa đâu. Ê con ơi, ở lại cô nói nghe nè. Cô muốn nói gì nữa, cô cho bịp. Thôi con đừng có nói, bây giờ cô sẽ đưa cho con 100.000, xem như con đã trúng giải nhất rồi nha. Con thấy cô thật thà, duy tính với dễ thương cho nên con bỏ qua cho cô lần nãy nha. Thôi thưa cô con gì à? Con. Cô ơi con buồn quá. Sao con buồn vậy con? Cô làm bài kiểm tra bị điểm thấp. Bao nhiêu điểm con? Mẹ cô có 3 điểm à. Là sao? 8 nè, 7.5 nè, lại nhiêu cô? Ủa? Gì vậy? Ủa rồi rút cuộc 8.5 là 3 hả? Ai cũng bị hết á cô, 6.5 cô của con cũng quýnh nha. Trời, 6.5 mà cô cũng quýnh nữa hả? Cô gì kỳ cục vậy? Còn ai 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm á thì mới được ngồi xuống. Vậy rồi con có bị quýnh không? Dạ không. Dạ không. Ha 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 ha